Các đơn vị lữ hành tăng cường xây dựng tour biển mang bản sắc riêng của mỗi địa phương để hút khách hàng. Nét độc đáo được khai thác chính là giá trị cảm xúc dành cho du khách tại mỗi điểm đến. Các tour du lịch biển đã trở nên sôi động ngay từ đầu hè. Để tăng sức hấp dẫn cho thị trường trong nước, thì các đơn vị lữ hành đã liên kết với các địa phương có biển, xây dựng tour du lịch với nhiều điểm nhấn mới lạ, chú trọng khai thác các yếu tố mang đến nhiều giá trị cảm xúc cho du khách. Thực hành thiền tịnh bản tại Thiên Hưng Thiền Viện, len lỏi trong cuộc sống, thưởng thức võ nhạc Tây Sơn, hay khám phá các không gian văn hóa lịch sử tại tháp Bánh Ít, chùa Thập Tháp. Đây là mô hình chuyển động của các hành tinh, một trong những chủ đề khám phá về vũ trụ vô cùng hấp dẫn tại trung tâm khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo mà du khách cũng sẽ được trải nghiệm. Các điểm nhấn trong hành trình Bình Định sống động từng khoảnh khắc này là một trong hơn 50 sản phẩm tour du lịch biển đảo hoàn toàn mới được công ty Viettravel khai thác trong dịp hè này. Chị Linh cho biết mỗi năm đều chọn du lịch biển dịp hè. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chị được trải nghiệm một hành trình đầy cảm xúc. Với cái tour du lịch mới lần này thì quả thực là một cái trải nghiệm khác biệt so với những năm trước. Ngoài việc là mình được nghỉ ngơi nè, thì mình thấy những cái hoạt động ví dụ như là thiền nè, hay là du lịch tâm linh, rồi có những cái địa điểm về văn hóa, câu chuyện lịch sử thì thấy rất là thú vị. Năm nay, chùm tour biển đảo được du khách quan tâm nhiều nhất là các tuyến như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Bình Định, có giá dao động từ 1,6 triệu đồng đến gần 9 triệu đồng một tour. Để tránh nhàm chán, các sản phẩm đều được các doanh nghiệp lữ hành đầu tư làm mới, khai thác cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực gắn với yếu tố biển, mang đến nhiều lựa chọn cho du khách. Phải chạm tới cảm xúc của du khách và sau mỗi cái hành trình là du khách cảm nhận được cái gì, hiểu được gì về cái vùng đất đó. Và chúng tôi muốn rằng sau mỗi một cái hành trình như vậy, du khách thêm yêu cái vùng đất đó hơn. Đó là cái cốt lõi giá trị sản phẩm mà chúng tôi muốn đem tới cho du khách. Cùng với các đơn vị lữ hành đã tạo ra những cái sản phẩm mới, ngoài sản phẩm biển đảo thì có thêm cái sản phẩm vừa văn hóa, cũng mong muốn là thu hút được một lượng khách cao hơn năm ngoái và dự kiến là 5 triệu khách đến với tỉnh Bình Định. Việt Nam có thế mạnh bờ biển dài, do vậy việc tăng cường đầu tư xây dựng tour biển mang bản sắc riêng của mỗi địa phương không chỉ làm đa dạng sản phẩm du lịch biển mùa hè mà còn tạo động lực thúc đẩy khả năng cạnh tranh về sản phẩm du lịch biển đảo trong khu vực.